Em không có gì là không thể cả. Em được giao cái vị trí là tổng đạo diễn của chương trình Cơ hội cho ai. Mùa năm em nhắm em làm được không và em sẽ làm như thế nào? Em thì chưa thể làm được với kinh nghiệm của em. Em có một cái mục tiêu là mỗi một năm thì mình sẽ tăng trưởng 20% so với năm còn lại. Là em nghĩ là mình sẽ làm được điều đấy. Người như em lúc đó anh gọi là những người lỗi lạc đấy. Tức là lỗi thời và lạc hậu so với Gen Z thôi. Cho em thật là tuyệt vời đấy. Em tên là Tố Minh Giang, năm nay em 25 tuổi và đã có hơn 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, đặc biệt là digital. Để nói về bản thân em thì em dùng 3 từ: mạnh, nhanh và xa. Mạnh có nghĩa là cá tính mạnh, không ngại khó, không ngại khổ và chỉ sợ không được làm. Nhanh có nghĩa là khi mà có một mục tiêu thì em sẽ đến tìm mọi cách, tìm mọi con đường để đến với mục tiêu đấy một cách nhanh nhất. Và xa có nghĩa là bản thân em là một người rất là nhìn xa trong công việc và trong cuộc sống. Một ngày em sử dụng bao nhiêu tiếng đồng hồ trên smartphone? Vâng, một ngày thì em sử dụng 4 tiếng đồng hồ. Chắc không? Chắc chắn ạ. Trong 4 tiếng đấy thì chia ra như nào, bao nhiêu thời gian cho TikTok, bao nhiêu thời gian Facebook? Vâng, thì thực ra thì em là một người không có xem nhiều trend lắm, thì thời gian mà em sử dụng để dùng điện thoại thì có hai việc: nhất là em chơi game, thứ hai là em sẽ để xem những cái clip trên YouTube Short là về những cái kiến thức về tiếng Anh, về ngoại ngữ mà em đang cần học thì em sẽ sử dụng điện thoại, còn chủ yếu em sẽ sử dụng máy tính. Người như em ấy, bọn anh gọi là những người lỗi lạc ấy. Tức là lỗi thời và lạc hậu. So với Gen Z thôi. Nhưng em thật là tuyệt vời đấy. Số giờ em sử dụng smartphone như vậy là rất ít so với mức độ trung bình 6 tiếng, hiện nay là 6 tiếng. Và mục đích sử dụng của em cũng rất khác các bạn ở Gen Z bây giờ. Em được giải nhất ý tưởng khởi nghiệp năm 2019-2020, tức là 2 năm liền đấy hả? Vâng, đúng rồi ạ. Quán quân 2 năm liền luôn. Quán quân 2 năm liền. 2 năm liền. Là ý tưởng gì em? 2 năm của em thì đều là ý tưởng liên quan đến công nghệ. Là một năm thì em làm ý tưởng là cái app phân phối nông sản dành cho những người nông dân. Tại vì em thấy là cái thị trường nông sản ở Việt Nam mình có rất là nhiều nhưng mà mình không có đầu ra ấy. Thì cái app của em sẽ là một cái giống như là một cái sàn để kết nối những người nông dân đối với những cái người mua. Và người mua thì họ có thể kiểm định được cái chất lượng. Còn cái ý tưởng lần thứ hai của em thì nó về app học ngôn ngữ. Thì bản thân em thấy là mình không có năng khiếu trong cái lĩnh vực ngôn ngữ. Và em đã thi trượt 4 lần thi tiếng Anh. Thì em lúc em nghĩ ra là bởi vì mình không có cái thời gian học ngôn ngữ nhiều và mình cũng không có cái khả năng cao trong cái việc đấy, thì mình làm một cái sản phẩm để phục vụ cho cái việc đấy. Và cái app của em thì nó sẽ là sử dụng AI để vẽ ra một cái lộ trình cho người dùng đạt đến mục tiêu đấy một cách nhanh nhất. Thì anh không rõ cuộc thi đó nó là như thế nào. Vâng. Nhưng mà nếu như mà nó chỉ là ý tưởng không thôi á, vâng, thì nó cũng không phải độc đáo tới mức mà em được giải nhất. Thế thì em được giải nhất là vì sao? Bởi vì là em thì có luôn cả sản phẩm demo và một cái lộ trình rõ ràng để ra được cái sản phẩm đó. Em nghĩ là cái việc mà em chiến thắng ở đây thì nó còn phụ thuộc vào việc mà những bạn khác, thì các bạn đấy sẽ không thiên về cái hướng mà làm công nghệ. Thì công nghệ phần mềm là một trong những cái mà em rất là thích, em rất là đam mê, nên là cái sản phẩm của em có thể là nó khác với những cái bạn còn lại. Thì em đóng vai trò gì trong hai cái sản phẩm đấy? Project Manager. Với hai cái đấy thì em không tiếp tục lớn, là anh thấy em làm liên quan tới digital marketing cho rất nhiều những lĩnh vực khác nhau. Thế cái định hướng cuối cùng nghề nghiệp của em muốn làm cái gì? Định hướng cuối cùng nghề nghiệp của em thì em vẫn muốn là mình sẽ tiếp tục con đường digital marketing nhưng ở trong mảng công nghệ phần mềm hoặc là những cái liên quan đến product. Bởi vì em thấy là khi mà em bước ra khỏi con đường đại học ấy, thì em cũng rất là nhiều những cái băn khoăn là mình khó có thể tiếp cận được với cái thị trường lao động như thế nào. Em nghĩ là mình sẽ không thể đi làm được và mình sẽ phải học thạc sĩ tiếp. Nhưng mà những cái cơ hội trước đây mà khi em ở trong trường đại học ấy, thì em được làm rất là nhiều thứ ở trong câu lạc bộ em, thì làm về marketing rồi làm dự án. Thì em thấy là để mà mình có thể đổi mới mỗi ngày thì marketing là một cái hướng mà mình có thể theo đuổi và mình sẽ tiếp cận được với thị trường lao động một cách dễ dàng hơn và nhanh hơn. Thì sau đấy thì cái khoảng thời gian em đi làm thì em vẫn tiếp tục cái con đường đấy của mình. Anh thấy em có để là có thể làm được tất cả các vị trí trong cái ngành marketing. Vâng, đúng rồi ạ. Nhưng mà đa phần thì anh thấy kinh nghiệm của mình là mạnh về digital marketing. Thì, và theo cái hiểu biết của anh thì marketing nó rất là rộng lớn và anh cũng là một người rất yêu thích marketing. Anh dựa vào cái cơ sở nào để em có thể đưa ra được một cái nhận định như vậy? Vì những cái công ty trước đây của em đều là những công ty nhỏ và thường là em sẽ phải rất là đa nhiệm, làm những cái công việc khác nhau. Theo em thì em tự tin như vậy bởi vì khi mà em học ngành quản trị kinh doanh thì cái mindset của em là mình không thể làm sếp của người khác khi mà mình chưa trải qua những cái vị trí đó. Trước khi đi làm thì em muốn là bản thân mình sẽ phải trải qua tất cả những vị trí đó và mình biết được cái công việc đó là gì. Sau đấy thì mình mới tiếp tục chọn ra một cái định hướng mà mình sẽ làm chuyên sâu là digital marketing. Thì em nghĩ là ở trong mảng marketing thì nội dung content media, digital hay là những cái nội
trung khác thì em đều có thể đảm nhận được và làm tốt nó. Anh đặt ra một cái tình huống giả định, đó là em được giao cái vị trí là tổng đạo diễn của chương trình Cơ hội cho ai mùa năm, em nhắm em làm được không và em sẽ làm như thế nào? Bản thân em thì nếu một cái thời điểm hiện tại thì em nghĩ là mình chưa thể làm được điều đấy. Em không có gì là không thể cả, em thì chưa thể làm được với kinh nghiệm của em. Còn nếu mà trong vòng 2 đến 3 năm nữa thì em nghĩ là mình có thể đảm nhận được, mình sẽ làm tốt điều đấy. Em có một cái mục tiêu là mỗi một năm thì mình sẽ tăng trưởng 20% so với năm còn lại, và mình sẽ phải đạt được một cái mục tiêu cho đến năm mình 30 tuổi, mình như thế nào, mình là ai và mình đang ở đâu. Thì nếu mà mình có một cái mục tiêu là 2 năm nữa tôi là tổng đại diễn của chương trình Cơ hội cho ai, thì chắc chắn là em nghĩ là mình sẽ làm được điều đấy. Trong này em có chia sẻ về một cái thành tựu, đó là em đã từng quản lý một cái đội nhóm đâu đó khoảng 8 nhân sự và đã chạy thành công một số cái chiến dịch về digital marketing, đặc biệt là trong ngành bất động sản. Thì em có thể chia sẻ với anh cái thành tích đó nó cụ thể nó như thế nào, mình chạy cái chiến dịch gì trong bao lâu, ngân sách mình tiêu tốn là như thế nào và kết quả mình thu về ra sao? Vâng, với cái công ty trước đây mà em làm thì trước khi mà em bước chân vào cái công ty đó thì đội ngũ marketing là một cái đội ngũ rất là biến đổi, biến động, nghĩa là các bạn đấy có thể là làm 1-2 ngày các bạn không chịu được sức ép, các bạn ấy nghỉ, bởi vì là đội sale bên đấy rất là lớn mạnh, còn đội marketing thì cái quy mô của đội marketing thì rất là bé, và ngành nghề kinh doanh chính ở đó là họ là bất động sản, nhưng mà họ gần như là một sàn bất động sản, là nhận các dự án từ các chủ đầu tư hay là những cái bạn bất động sản nhỏ lẻ để họ chạy quảng cáo, chạy marketing cho cái khách hàng đó. Thì khi mà em vào công ty, em là người mà giữ chân những cái bạn mà sau em vào cái đội ngũ của mình, và người sẽ đứng đầu để nói chuyện với các bên sale, cái bên IT như thế nào để các bạn không phải chịu những cái áp lực đó, và em sẽ là người lên tiếng cho các bạn, và em xây dựng được một cái môi trường là tất cả mọi người đều happy về công việc đó, tất cả mọi người đều biết công việc của nhau là gì, và khi mà không có em hay là không có một bạn thành viên trong nhóm thì các bạn đều có thể support được cho nhau. Cái thành tích mà em đạt được thì em nghĩ là cái việc mà công ty có thể tăng trưởng thêm nhiều khách hàng hơn và khách hàng sẽ quay lại nhiều hơn, bởi vì khi mà trước đây là cái độ biến động rất là cao thì các bạn sẽ không dám nhận nhiều dự án lớn hay nhiều dự án to. Thì khi mà có đội ngũ ổn định rồi, các bạn biết là marketing, em cam kết là đội ngũ marketing của tôi là ổn định, các bạn có nhận đi thì chúng tôi đều có thể đạt được điều đó. Thì đấy là một cái mà em nghĩ là thành tựu trong cái lĩnh vực đó. Em vẫn mong muốn tiếp tục phát triển với cái mảng digital marketing, hay là em muốn nhảy sang một cái mảng marketing mới luôn để thử thách mình? Thực ra thì em cũng chưa rõ là mình muốn nhảy sang một cái lĩnh vực marketing nữa khác hay không, mà nếu mà ở marketing thì em sẽ muốn làm về digital, còn nếu mà một lĩnh vực khác ví dụ như là product thì em sẽ nhảy hẳn sang, chứ em không nhảy ra là từ digital em sẽ nhảy sang là ví dụ làm content hay là làm media marketing, thì em nghĩ là mình sẽ từ chối cái việc đó. Tuyệt vời quá, nhưng mà mình chót yêu cái bạn kia mất rồi thì bây giờ chả nhẽ lại quay lại. Dạ. anh hoàn toàn có quyền yêu một lúc nhiều người trong chương trình này ạ. Lý do là tại vì là bọn anh có cả một công ty lớn làm về digital, làm trên nền tảng digital, doanh thu một năm nó vài nghìn tỷ gì đấy, và đang có một đội về digital khá lớn, tính bằng hàng trăm bạn. Thế nha, anh nghĩ rằng là đấy là một môi trường rất tốt để em thể hiện, mà lại một người mà nghiêm túc mà lại khắt khe như em thì ở đấy lại càng tốt hơn, bởi vì ở đấy sếp to nhất lại là bạn nữ, được người đàn bà thép luôn. Anh nghĩ là cũng là một cái trường học tập tốt cho em. Nhưng anh lúc đấy anh lại là người duy nhất chọn bạn trai kia mà có hứa với các sếp là không quay lại. Thôi gọi là bấm hẳn thế này cho nó cương quyết đấy. Mức lương kỳ vọng không phải thấp, 25 triệu. Mức lương 18 triệu và nó thấp hơn. Vâng, đây rồi, một con số vừa đủ. Cười lên, thoải mái lên, em cứ thoải mái lên nha. Xem như đây là nhà của mình. Cảm ơn em. Ký kết đã được thực thi. Và xin được chúc mừng cho Thắng Lợi Group đã có một nhân sự